đưa Quất Văn Giang đến với Trường Sa. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023, huyện Văn Giang tổ chức vận chuyển, gửi tặng 150 cây quất cảnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vui xuân đón Tết. Sáng ngày 16 tháng 12, những cây quất cảnh được đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện tổ chức bọc bầu, bao cây và vận chuyển ra ga Hà Nội, tiếp tục cuộc hành trình đưa quất cảnh đến với đảo xa với mục đích mang mùa xuân và tiết sớm đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang hướng về biên giới hải đảo, gửi gắm tấm lòng yêu thương, sự tin cậy đến những đồng bào đang sinh sống học tập, cầm súng bảo vệ vùng biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Ngoài ra, huyện đoàn Văn Giang cũng gửi gần 3.000 lá thư và bưu thiếp của thiếu niên nhi đồng Văn Giang gửi các chiến sĩ và các bạn học sinh trên quần đảo Trường Sa, trên 1.800 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật dụng khác trị giá 200 triệu đồng.